Dạ và hiện tại thì uh, rất là tuyệt vời phòng dung của chúng ta đã phút uh, một 000 dung rồi phút một nghìn anh chị em rồi nên là anh chị nào mà mình uh, chưa vào được uh, thì là mình cũng có thể là uh, nhờ nhóm trưởng của mình khi nào mà có dung hái uh, thì anh chị có thể qua dung hái ha uh. và cả nhà ơi ở đây thì hiện tại lan thấy là có một số anh chị ở uh, uh, mình uh, đã có mã số mình đã được tham dự vào cái nhóm mà uh, 60 ngày làm chủ tâm thân tí thì anh chị có thể là họ nhóm trưởng của mình để mà mình có thể là được uh, Quá một cái dung được huấn luyện đặc biệt chuyến sâu hơn để mà chúng ta sẽ được học những cái kiến thức tuyệt vời hơn đúng không ạ còn ngày hôm nay thì lan sẽ chia sẻ những kiến thức dành cho những anh chị mới để mà mình có được một cái nền tảng để mà giúp cho mình có thể là bắt đầu vận dụng được những cái quy luật luật hấp dẫn để mà mình có thể là bắt đầu đặt những cái mục tiêu đầu tiên Được không anh chị ơi Dạ rồi. À, và cả nhà ơi cho lên xin hỏi là trong buổi hôm này có anh chị nào là lần đầu tiên mình mới được học tập công câu lạc bộ chạm tay hỏa vàng, lần đầu tiên mình mới gặp lần. À, thì anh chị có thể là comment số 1 cho lần được làm quen không ạ? Ồ, dạ rất là nhiều anh chị luôn. À, quá là tuyệt vời ạ. <laughs> chứng tỏ là các doanh nhân của chúng ta rất là tuyệt vời những anh chị trong câu lạc bộ mỗi ngày luôn luôn gieo hạt À, luôn luôn trao giá trị cho rất là nhiều người đúng không ạ yes ơi cũng cộng xin từ giới thiệu Lan tên là Nguyễn Lan Lan sinh năm 91 ở quê hương của Lan thì ở, ở Thừa Thiên Huế và hiện tại thì Lan đang sinh sống ở Đà Nẵng không biết là anh chị nào là mình công quê hương với Lan thì mình có thể là comment tối cho Lan được làm quen không ạ Dạ yeah, và Lan cũng rất là may mắn và rất là tự hào vì mình là một thành viên của câu lạc bộ chàng tài họa vàng và Lan hiện tại cũng là một doanh nhân là một huấn luyện viên tâm thần chị và Lan cũng là một trong những cái người anh chị mà cũng đã ngồi học giống như các anh chị đây trong hai năm về trước và Lan đã được lắng nghe cái câu chuyện của rất là nhiều anh chị Uh, rất là nhiều doanh nhân mà giống như là nãy giờ chúng ta là được uh, nghe và chia sẻ đúng anh chị và lúc thời điểm đó anh chị Lanh uh, với uh, uh, không phải là hai băng tay trắng nữa anh chị ơi mà lúc đó thì Lanh đang không dương tài chính <laughs> và khi mà Lanh nghe những cái câu chuyện của họ rất là giống minh luôn anh chị uh, họ có những cái uh, nền tảng rồi là họ cũng có những cái uh, hoàn cảnh hiện tại rất là giống minh nhưng mà tại sao họ có thể làm được hai vậy uh, và uh, ngay trước anh chị Lanh uh, mười lắm tuổi là Lanh phải đi uh, làm uh, Uh, đi làm rồi anh chị uh, Tại vì gia đình của mình thì uh, chưa có được uh, khả giả Nên là 15 tuổi mình đã phải vào Sài Gòn Để mà đi kiếm tiền Thì trong suốt khoảng uh, 15 năm Vừa làm thuê rồi là vừa kinh doanh uh, Rồi là vừa tham gia đầu tư vào Tất cả những cái lĩnh vực thì là anh thấy ô sao mà kiếm tiền nó chưa được dễ dàng không <laughs> việc là bao nhiêu anh chị còn có suy nghĩ giống lanh Thì mình có thể comment tối đúng không ạ và khi mà Lan à, Lão ra ngoài kia làm việc à, ra ngoài kia kinh doanh anh chị thì à, à, lành đều nghe chống một cái câu là à, Bạn muốn kiếm tiền thì bạn phải chi giá chốc vậy à, Bạn phải à, hy sinh à, thậm chí là máu Rồi <laughs> toàn toàn ha và khi mà Lan nghe những cái câu nói đó và được động rồi bây giờ mình muốn thành công là mình phải gung lên mình phải à, gọi là gặp vào rất là nhiều những cái chắc chở rồi những cái, cái điều này kia Nếu như mình mà à, không có Uhm, tiện lên mình không có uh, gung gắn mình không có cố gắng thì là mình không có thành công được và thế là suốt uh, khoảng 15 năm như vậy anh chị uh, Lúc nào cũng luôn luôn nỗ lực uh, Lúc nào cũng luôn luôn là cố gắng Nhưng mà thật sự là uh, với cái tư duy ấy Là uh, khi mà mình thành công Thì mình phải trải qua rất là nhiều những cái thử Thách hay là nhiều những cái thất bại Và uh, khi mà Lanh có cái tư duy đó Thì đúng là trên cái hành trình của mình á, Mình toàn là gặp những cái điều chưa dễ dàng luôn <laughs> uh, Và rất là tuyệt vời anh chị Khi mà Lanh được uh, đồng hành công câu Cô lạc bộ tràng tài hạ vang Thì Lanh uh, nghe những cái tư duy Mà thật sự là trước giờ là mình chưa bao giờ nghe Gọi là gì ạ Bạn làm việc nhanh nhã Thành thơi thông minh Và có rất là nhiều tiền Lần đầu tiên làm được nghề anh chị Hay là trên hành trình thành công Thì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn Là bạn đi trên cái con đường chống gái Hay là bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn Là bạn đi trên cái con đường màu hồng Cái con đường mà trải đây hóa hồng Uh, yes. uh, và lúc đó thì Lanh cũng không có hiểu được cái tư duy này là như thế nào à, nhưng mà uh, mình thấy được những cái con người này họ đã có kết quả thật rồi họ không phải là nói bằng lời nói nữa mà họ nói chuyện bằng kết quả anh chị và Lanh tin rằng là à những cái kết quả này họ đã làm được rồi thì uh, bản thân của mình cũng sẽ làm được cái quan trọng là mình uh, chịu học tập mình chịu rèn luyện theo người thành công thì cái kết quả của họ ngày hôm nay À, sẽ là kết quả của mình à, trong à, một năm tới, hai năm tới hay là ba năm tới chẳng hạn. Vậy và rất là tuyệt vời à, nhờ ứng dụng những kiến thức này thì à, cách đây hai năm thôi anh chị thì lành cũng còn à, ngồi ngồi bạn hang ở chờ anh chị, ngồi bạn che xua xóa, bạn rong biển ở chờ nhưng mà sau hai năm thì lành cũng đã có thể là thay đổi được cuộc sống của mình. À, mình đã có thể là gia tăng được cái tài chính của mình mình có một cái sức khỏe tốt hơn à, mình à, bắt đầu là có những cái mối quan hệ hòa hợp à, Với chồng yêu thương hơn à, và đặc biệt thì à, mình còn có thể à, có được cái giá trị để mình có thể là giúp cho thật nhiều người hơn họ cũng thay đổi được cái cuộc sống của họ và một cái cuộc sống rất là ý nghĩa à, nó đã bắt đầu là, là xuất hiện trong một đời của lành từ khi mà lành được là, tham gia vào câu lạc bộ Chẳng phải hảo vàng <laughs> yes. và bạn nhà anh chị à, mình là mình cũng sẽ là cái người à, sẽ là tiếp tục mình công việc lên cái hành trình thành công của mình và mình cũng sẽ là một trong những uh, thành viên một trong những cái người sẽ rất là truyền cảm hứng cho toàn bộ những anh chị uh, khi mà mình được uh, đồng hành học tập công câu cô lạc bộ chạm tay họa vang ạ à. thì anh chị có thể comment tôi được không ạ yes ơi ờ, rất là tuyệt vời ờ, vậy thì uh, trong ngày hôm nay anh chị ha uh, chúng ta sẽ uh, bắt đầu là uh, đi qua uh, ngày số 1 uh, đó chính là Bị kịp để mà thu hút tiền bạc bằng luật hấp dẫn <laughs> yes uh, rất là tuyệt vời uh, và ngay trước anh chị Lanh còn nhớ cái lúc mà Lanh mới vào câu lạc bộ thì lúc đó doanh nhân Trần Vy mới nói Lanh là uh, Lanh, uh, Lanh sờ cái duy nhất. <laughs> thì uh, lúc đó là Lanh mới nói rằng đó là uh, Lanh sợ không có tiền. <laughs> Lanh thấy có rất nhiều anh chị nói rằng là uh, mình sợ bằng hàng hay là mình sợ nơi chuyện trực đầm đống hay là mình sợ uh, uh, gọi là gì gì đó rất là nhiều lý do nhưng mà lúc đó là hỏi là à, lan sợ không có tiền anh chị à, tại vì lúc đó là tự thẳng lên ngân hăng đùi anh chị nên là rất là sợ luôn à thì ở lúc đó là nhớ do nhân chân vì mọi uh, chia sẻ cho Lanh um, những cái bị kịp và lành cũng được học những cái biệt kíp của chủ tịch trinh quý đó thì sẽ có 15 biệt kíp anh chị nhé trong 3 ngày tiếp theo lành sẽ chia sẻ cho anh chị 15 biệt kiểm mà còn đã giúp cho lành từ một người chưa dương tài chính mình đã có thể là thay đổi hoàn mực luôn anh chị bắt đầu là giá tăng được cái tài chính của mình gấp 2 lần gấp 3 lần gấp 4 lần gấp 5 lần gấp 6 lần gấp 7 lần và hiện tại là lành đã gia tăng hơn 15 lần rồi anh chị rất là tuyệt vời luôn và À, ngày đầu tiên anh chị à, ngày hôm nay á, thì lành cũng xin là chia sẻ à, những cái bí kíp đó để mà anh chị mình có thể là ghi chép lại và mình cũng có thể là ứng dụng để mà chúng ta cũng có thể thành công anh chị ha và khi mà anh chị ứng dụng thành công rồi không chỉ là anh chị thành công đâu ạ mà khi mà anh chị còn có thể là lưu trữ lại những cái bí kíp thành công này để sau này anh chị có thể là chia sẻ cho con của mình à, cho cháu của mình hoặc là anh chị cũng uh, chia sẻ cho những cái người mà họ đang rất là khao khát ngoài kia họ chưa biết là uh, phải đi về đâu họ không có biết là cái hành trình rõ ràng như thế nào uh, thì họ cũng có thể là họ biết tới anh chị giống như là một cái ánh sáng trong cuộc đời của họ và họ có thể là thay đổi cuộc đời uh, và rất là tuyệt vời anh chị lành cũng đã uh, Giúp cho rất là nhiều anh chị Họ biết tới câu lạc bộ chẳng tay họa vàng Và nhờ ứng dụng những kiến thức này Thì các anh chị đã có thể gia tăng cái tài chính của mình lên à, Đã có thể là sở hữu uh, những cái ngôi nhà mơ ước Những cái chiếc xe mơ ước uh, Trong một cái thời gian rất là ngắn uh, Chỉ trong vòng uh, một năm đồng hành công câu lạc bộ thôi anh chị uh, Yes uh, Và bây giờ thì chúng ta sẽ Bắt đầu đi qua một cái biệt kíp đầu tiên anh chị hát. Đó chính là Móng muộn rõ ràng Anh chị có thể comment lại là giúp lành được không ạ Móng muộn rõ ràng Yes. đầu tiên anh chị chúng ta phải biết được là chúng ta muốn cái gì. Là mà anh chị cần phải có một cái mục tiêu. À, và trong ngày hôm trước thì hôm nay là ngày 30 đúng không anh chị? thì tối ngày mai này là ngày 31. Yes. Thì anh chị sẽ được một nữ doanh nhân rất là thành công. sẽ giúp cho anh chị ha thiết lập cái cách mà đặt mục tiêu 30 ngày làm như thế nào để mà anh chị có thể là hoàn thành xuất sắc cái mục tiêu tháng 11 này nên là anh chị uh, bám sát môi trường câu lạc bộ để mình có thể là được uh, tham gia trong cái ngày uh, 31 nhá. Dạ rồi. À, và nếu như mà anh chị nào mình ở đấy mà ngày hôm qua mình có học á thì lần đã có thể là chia sẻ cho anh chị, uh, cái, công thức, uh, Đúng không, anh chị cái công thức smart đó anh chị ơi. Cái công thức smart năm bước làm như thế nào để mà anh chị có thể uh, là có được một cái mục tiêu rõ ràng thì đầu tiên anh chị cần phải thiết lập cái mục tiêu cho mình được không ạ à, những anh chị nào mới thì là anh chị có thể là xem lại cái ngày hôm qua anh chị thì lần đã chia sẻ cái cách mà thiết lập mục tiêu rõ ràng như thế nào rồi à, anh chị mà không có thiết lập mục tiêu rõ ràng thì anh chị giống như là anh chị léo trên một chiếc xe taxi vậy đó và lúc này anh chị nói về bậc tài là à sao à, lúc thì anh chị hỏi là à, bậc tài ơi cho tôi đi sài gòn à, khi mà bậc tài lại đi sài gòn thì anh chị lại nói là à bậc tài ơi cho tôi qua cùng một rồi là à cho tôi qua cùng hai à, cuối cùng là anh chị nói quá nhiều bậc tài không có biết là anh chị muốn cái gì à, xong rồi là à ok cho anh chị xuống xe luôn <laughs> thì lúc đó là phải đi bộ anh chị ha à, nên là bây giờ anh chị muốn cái gì à, anh chị tự muốn là à quận 1 Sài Gòn đúng không? À, đường nào, phương nào? À, thì anh chị chỉ cần nói một lưng thôi. Anh chị chỉ cần nói động tình xác như vậy thôi. À, thì mình ngồi trên xe à, và mình à, tận hưởng, à, mình ngắm cây ngắm cảnh. xong à, đó là bàn tay sẽ đưa anh chị tới động nơi. Được không ạ? Nên á, là anh chị cần phải à, có một cái mục tiêu rõ ràng. Thì mục tiêu anh chị à, sẽ có mục tiêu ngắn hàng và mục tiêu dài hàng. Hoặc là mục tiêu nó xa hơn. và cái bản tâm nhiên cuộc đời của mình. À, cái tâm nhìn anh chị bởi vì có một cái vấn đề ở đấy anh chị à, nhiều anh chị họ không có những cái tâm nhìn anh chị không có cái mục tiêu uh, có nhiều anh chị, một cái câu chuyện rất là hay là có hai cái người đang ống ở Mỹ anh chị mà khi mà họ quyết định họ lên mặt trắng anh chị và sau khi mà họ lên mặt trắng được rồi và lúc mà họ về lại giữa uh, cuộc đời bình thường anh chị, thì lúc này là um, họ giống như một người mà gọi là không có ước mơ, không có mục tiêu và họ lại lấm vào cái cảnh là uống uh, rượu đô này kia, bê tha này kia. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà họ đạt được mục tiêu đó rồi. Và họ không có biết là mình nên đạt cái mục tiêu gì tiếp theo nữa. Yes. Cho nên là à, anh chị cần phải liên tục uh, có những mục tiêu ngắn hàng. Và có những cái mục tiêu dài hạn Để mà tìm thức của mình là liên tục là biết được anh chị mong muốn điều gì. Để mà nó có thể là uh, liên tục thực hiện mục tiêu cho anh chị nhé. Dạ yeah. uh, Và ở đấy anh chị từ cái mục tiêu ngắn hàng á. Mà mình không có mục tiêu ngắn hàng là đôi khi là anh chị cũng chưa dễ đạt được mục tiêu dài hạn. Tại vì sao ạ? À? Tại vì khi mà mình nghĩ là mình đặt mục tiêu là một năm, hai năm. Thì đôi khi là anh chị sẽ có cái sự là kỳ hoặc đúng ạ. À? Cho nên là à, ví dụ như anh chị có mục tiêu 5 năm, 10 năm hay là thậm chí 50 năm. Hay là bức tranh 6 tháng. Hay là mục tiêu 30 ngày. Thì anh chị cũng cần phải đặt mục tiêu hàng ngày cho mình nữa. Đúng không anh chị ơi? Dạ rồi, à, rất là tuyệt vời. ở yes. à, thì ở trong câu lạc bộ của mình có một cái bộ công thức đó mà rất là tuyệt vời luôn à, giúp cho anh chị có thể là đạt được cái mục tiêu của mình trong 30 ngày. Cho nên xin hỏi là à, hôm nay là ngày 30 rồi à, có bao nhiêu anh chị mình đã hoàn thành xuất sắc cái mục tiêu ở à? à, 30 ngày trong cái tháng 10 của mình rồi anh chị có thể comment tôi được không ạ? Ôi tuyệt vời quá à, Lan xin chúc mừng anh chị Lương Trân à, Lan xin chúc mừng anh chị Thủy Trân à, Lan xin chúc mừng anh chị Thủy Hoa Wow, quá là nhiều ạ à. <laughs> Chúc mừng không hề luôn cả nhà có thể là gửi lời chúc mừng cho tất cả các anh chị của chúng ta đúng không ạ? À? À tất cả những anh chị ở đây á, anh chị biết là họ đặt mục tiêu là ở cái công thức smart á, là anh chị có thể đặt gấp rưỡi hoặc gấp đôi. À, nhưng mà cả anh chị đạt được thì có phải là cái thu nhập của anh chị đã gia tăng là gấp rưỡi hoặc gấp đôi đúng không ạ? <laughs> anh chị bao nhiêu anh chị ở đây mình cần mong muốn là 130 ngày thôi nhưng mình có thể là gia tăng cái tài chính của mình lên là từ gấp hai lần. Anh chị có thể comment tôi được không ạ? Yeah, vậy thì anh chị uh, nhỡ nhớ nha, Lan chia sẻ lại cái lịch đó là vào ngày 20 giờ 30 ngày 31 tháng 10 này anh chị cần phải tham gia để mà chúng ta thiết lập cái mục tiêu 30 ngày đúng không ạ Dạ rồi, à, rất là tuyệt vời. và có những anh chị họ đã đạt được mục tiêu 30 ngày rồi. À, nhưng mà anh chị cần phải có những cái mục tiêu tiếp theo anh chị nhé. À, tại vì mình không có đặt mục tiêu tiếp theo anh chị là đôi khi sẽ có những anh chị đó họ thỏa mãi và hiện tại và họ chiến thắng được một lần thôi họ chiến thắng một tháng nhưng mà họ thỏa mãn và hiện tại và họ không có tiếp tục phát triển họ không có tiếp tục đặt ra những cái mục tiêu mới và có một cái vấn đề là gì ạ à? tiềm thức của chúng ta thì nó luôn luôn vận hành được không ạ bao nhiêu chẳng rồi anh chị À, có thể là khiến cho tim mình ngưng đập được không ạ? <laughs> à có được không anh chị ơi? Có nghĩa là tim thức của chúng ta là luôn luôn vận hành anh chị. Máu và hơi thở của chúng ta là cũng luôn luôn lưu thông. Tim thức của chúng ta là luôn luôn học động anh chị. Và khi mà chúng ta đặt mục tiêu ra anh chị thì à, tim thức chúng ta sẽ tập trung vào cái mục tiêu đó. Và mục tiêu đó là biến thành hiện thực. Những cái mục tiêu nào mà anh chị đi vào bên trong tim thức rồi ấy, thì bằng mọi cách luôn anh chị nhé Tiềm thức sẽ bè cống tất cả mọi thứ để mà giúp cho anh chị đạt cái mục tiêu đó rất là ví dụ luôn anh chị dé yes, này là ngay trước anh chị lành bao giờ là nghĩ là là lành có thể là lành uh, tận tổ anh chị nếu như mà bây giờ mà lành tiếp tục cái uh, con đường đỏ cái công việc đó thì chắc chắn là khoảng đâu là, uh, 4, 5, 5, 5 đó là ở 5 năm gì đó lành mới có thể là uh, trả hết những khoảng chưa dước à, chứ đừng có nói tới cái việc đó mà uh, mình giữ già dạ, rồi mình uh, uh, cho mình những cái uh, tài sản hay là cháu mình đi uh, ra thế giới này kia là lành không có nghĩ là cái con đường nào mà có thể giúp cho mình đạt được điều đó nhưng một điều rất là tuyệt vời anh chị khi mà một cái mục tiêu của chúng ta mà anh chị kháo khát đủ lớn và nó đã nằm bên trong tiềm thức của anh chị rồi thì cỡ nào cỡ <laughs> tiềm thức bẻ cống tất cả mọi thứ yes và giúp cho anh chị đạt được mục tiêu của mình nên là ở uh, hồi tuổi đó anh chị cũng nghe những câu chuyện ăn Văn Thanh công ờ, uh, có những anh chị ấy, mà họ trước đó là gia đình họ phản đối chung họ phản đối uh, bá mẹ họ phản đối không cho học nhưng mà một khi họ quyết chí thì sao anh chị ơi bắt đầu tự nhiên không hiểu sao đó. những người thân yêu trong gia đình của mình là bị lái chuyện luôn bị lái chuyện theo họ luôn anh chị uh, gọi là bị xoáy chuyện theo cái niềm tin của họ luôn cái đó gọi là gì ạ à? một khi mà bạn khao khát là cả vụ trụ sẽ bẻ cống hợp lực lại để giúp đỡ cho bạn thức giúp bẻ cống những cái suy nghĩ của uh, gia đình anh chị luôn từ những người chưa ủng hộ trở thành ủng hộ anh chị luôn và Lanh công về anh chị yes uh, uh cộng uh, trong không ủng hộ anh chị gia đình không ai ủng hộ à, nhưng mà khi mà mình quyết chỉ là bắt đầu là uh, bẻ cống tất cả anh chị ơi <laughs> thậm chí là Lanh cộng mà vừa ôm ba con vừa chăm sóc ba con vừa học à nhưng mà vụ cho cũng bẻ cống hết luôn <laughs> à, giúp cho Lanh đạt được anh chị Yes, nên là chỉ cần là cái khảo khảo của anh chị mà nó Ờ, đủ lớn là nó nằm vào bên trong tiềm thức của anh chị rồi á, Thì cỡ nào anh chị cũng đạt được Đúng không ạ? Và tiềm thức của chúng ta là nó luôn luôn vận hành Đúng không anh chị ơi? Ờ, và nếu mà anh chị không có mục tiêu rõ ràng Thì tiềm thức của chúng ta sẽ thực hiện cái mục tiêu Nhưng mà nó sẽ trở thành cái nguồn lực Để mà giúp cho người khác đạt được mục tiêu của họ Anh chị hình dấu không anh chị ơi? Tại vì đó là trường năng lượng chống của vũ trụ có những người là họ đang đặt cái mục tiêu ra và vô tình là chúng ta trở thành nguồn nguồn lực và cái năng lượng uh, tiềm thức uh, của chúng ta nó sẽ hoa với cái cơn năng lượng vũ trụ của người đó và chúng ta trở thành cái nguồn lực cho họ. <laughs> Đúng ạ. À, chúng ta vẫn sống, chúng ta vẫn làm việc nhưng mà chúng ta đang thực hiện mục tiêu cho người khác. Lành ví dụ đi. À, ví dụ như là anh chị uh, không có mục tiêu là anh chị sẽ xây dựng ước mơ cho mình. À, anh chị uh, không có mục tiêu là À, anh chị sẽ đi tới cuộc sống tự do thời gian tự do không gian tự do tài chính thì ví dụ à những cái người mà họ có cái mục tiêu là à tôi phải làm chủ cuộc đời của tôi à, tôi phải tự do à tôi phải xây dựng ước mơ cho tôi thì có phải anh chị đang đi làm cho họ không ạ có phải là anh chị đang uh, giúp cho họ anh chị là một nguồn lực để thực hiện cái giấc mơ cho họ không ạ yes giống anh chị ơi dạ yeah. nhưng mà bắt đầu à, cũng có rất là nhiều những anh chị họ ngay trước họ cũng không biết cái mục tiêu đó nhưng bắt đầu khi họ vào câu lạc bộ và họ biết được rằng là à họ có một cái ước mơ là bây giờ tôi phải từ thực hiện cái giấc mơ cho cuộc đời của tôi thôi à bây giờ tôi phải à, xây dựng cái con đường cho tôi thôi à thì bắt đầu lúc đó họ ra quyết định họ ra quyết định à, và thế là bắt đầu sao à, khi mà anh chị liên tục phát triển anh chị học tập và bắt đầu à, anh chị được à, dẫn dắt và thầm chỉ Câu lạc bộ, chạm tay hỏa vàng hay là chủ tịch trình huy cũng là một cái nguồn lực Mà vội trù bán tới để giúp cho anh chị thực hiện cái giấc mơ là à, xây dựng cái tương lai cho mình Xây dựng cái ước mơ cho mình <laughs> yeah. Và Lanh còn về anh chị à, Khi mà Lanh ra cuộc đời là bây giờ tôi phải thực hiện cái giấc mơ cuộc đời tôi à, Thì bắt đầu là mình mới gặp được câu lạc bộ anh chị yeah. Chứ còn à, lúc trước mình cũng gặp đó nhưng mà mình không có tin à, Thì à, lúc đó mình cũng không có ứng dụng thành công được vậy yes, nên là chào là xin hỏi là bao nhiêu anh chị ở đây là mình đã có cái mục tiêu là tôi sẽ uh, xây dựng ước mơ cho cuộc đời của tôi rồi à? anh chị có thể comment tôi được không ạ à? dạ yeah, uh, chào lan xin hỏi là còn một số anh chị uh, nghe không có rõ đương chưa không có rõ chào lan hỏi là cả anh chị mình nghe có rõ không ạ dạ rõ cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều dạ yeah. yes dạ yeah, và một cái điều mà lành mỗi ngày chia sẻ với anh chị đó là chúng ta phải liên tục chúng ta phải thiết lập lại mục tiêu rõ ràng liên tục là như vậy đó anh chị nhé có nghĩa là trong 30 ngày nhưng mà giả sử uh, anh chị là tới ngày 10 rồi tới ngày 10 là anh chị đạt mục tiêu của mình rồi thì anh chị có dừng lại không ạ không à ví dụ anh chị đặt mục tiêu 30 ngày nhưng mà tới ngày 10 là mình đạt rồi thì anh chị tiếp tục là đặt mục tiêu tiếp theo nhé À, ví dụ như là mình đặt trăm triệu bây giờ mình đặt rồi thì bắt đầu anh chị đặt lên 150 triệu hay là anh chị đặt lên 200 triệu được không ạ à? yes, có nghĩa là trong một tháng anh chị có thể là đặt lên nhiều lần đúng không anh chị ơi dạ rồi à, thì sau khi anh chị có cái mục tiêu 30 ngày à, bắt đầu anh chị lại thiết lập mục tiêu 6 tháng à, mục tiêu 5 năm 10 năm 20 năm 50 năm và xa không nữa đúng ạ à, yes. và những anh chị nào mà mình được uh, tham gia vào cái nhóm mà uh, sống 625 chủ tâm thân trí thì anh chị cũng sẽ được trụ uh, chủ tịch trình huyết thiết lập cái bản tâm nhìn dài hàng cuộc đời cho chúng ta giống như là khi mà chúng ta xây nhà anh chị à, uh, chúng ta phải thuế đúng không ạ nếu như mà chúng ta không phải là chuyên giá thì anh chị phải thuế một cái người uh, kỹ sư gì đó họ thiết kế cái bản vẽ cho ngôi nhà của chúng ta à, uh, còn không có bản vẽ thì chúng ta có thể là tạo nên một cái ngôi nhà đẹp được không ạ yes À, một ngôi nhà tuyệt vời một ngôi nhà vững chãi đúng không ạ à, vậy thì cuộc đời của chúng ta này anh chị đã thiết kế cái bản vẽ cuộc đời của mình chưa <laughs> anh chị đã thiết kế cái bức tranh cuộc đời của mình chưa yes yeah. rồi anh chị nào mà chưa ha à, thì uh, mình hãy uh, có mặt trong cái nhóm 60 ngày làm chủ tâm hương trí để mà được uh, chuyên gia anh chị ha, uh, chủ tịch Trần Huy sẽ giúp cho anh chị uh, từ thiết kế nên cái bản tâm nhìn cuộc đời của mình luôn đúng không ạ và khi mà chúng ta hoàn thành uh, mục tiêu 30 ngày rồi uh, Thì chúng ta làm gì uh, tiếp theo ạ <laughs> yes uh, Chúng ta sẽ tiếp tục nha anh chị nhé Tiếp tục đặt một cái mục tiêu mới yeah. Nên là lý do uh, vì sao anh chị Còn mình có lúc uh, thì đạt mục tiêu Có lúc uh, thì uh, lại không có đạt được Thì như vậy đó anh chị Tại vì uh, chúng ta không có mong muốn rõ ra Đúng ạ uh, Nên là bị kịp đầu tiên uh, Là mình phải có cái mong muốn rõ ra Yes Bí kíp thứ hai anh chị ha. ở đây là một cộng là một cái bí kíp rất là quan trọng. Đó là nếu như mà bạn muốn thành công về cái việc mà sử dụng sức mạnh tiềm thức hay là quy luật hấp dẫn thì chúng ta phải sử dụng nguồn năng lượng của vũ trụ. Nguồn lực hấp dẫn thì chúng ta phải biết là anh chị ha, tư duy tới đâu thì tiên tới đó. Và anh chị hình dung là mỗi người chúng ta anh chị đều có những cái tần số năng lượng. Đúng không ạ? Và anh chị hình dung giả sử mà anh chị ha Lanh đang dùng cái điện thoại Lanh gọi điện hay là nhắn tin cho anh chị Thì có phải là anh chị nhận được liền không ạ Và nếu như mà Lanh có chúng ta nhắn tin cho nhau Là chúng ta nhận được liền Phải không ạ Tại sao lại có điều đó ta Ủa, Tại sao mà anh chị thấy video không ạ Tại sao mà doanh nhân trân vĩ hay là các doanh nhân Họ đang ở chỗ ấu, mà Tự nhiên là mình có thể nghe được cái dòng của họ Trời ơi Không có cái đường dây dựng nào cả Yes Tại sao mình lại nhìn thấy mặt của họ? Tại sao mình lại có thể lơ nghe được cái giọng của họ rất là rõ như vậy? Yes. Rồi, tại vì là à, chúng ta đang cung một cái tần số anh chị. À, đang có những cái tần số. Yes, và tất cả những cái uh, trong cái cuộc sống này, trong vũ trụ này đều có tần số năng lượng anh chị. Và những cái người mà thành công họ đã uh, phát hiện ra những cái điều đó. Và họ đã tạo ra những cái điện thoại hay là những cái máy tính hay là những cái Macbook Để mà chúng ta có thể là kết nối với nhau trên mọi miền thế giới Và nếu như mà ngày hôm nay mà uh, chúng ta chưa bao giờ mà có cái điện thoại nó tồn tại Hoặc là à, chưa bao giờ là chúng ta có cái máy tính tồn tại Thì nếu như một ai đó nói là à, bạn ở Việt Nam mà bạn có thể nghe dòng nói của người ở châu Âu <laughs> à, Thì chắc là chúng ta cũng uh, chưa có gì tin đúng không anh chị ơi Yes. nhưng mà tại vì uh, ngày hôm nay là nó đã đạt được rồi uh, và chúng ta xem nó là hiệu nhiên anh chị nhưng mà nếu như anh chị chị uh, cưng để ý một xíu thôi thì anh chị thấy là cái điều này là một điều có ví dụ không anh chị ơi <laughs> ngồi ở Việt Nam có thể là nghe được dòng nói ở châu Âu uh, cho nên xin hỏi bao nhiêu anh chị thấy điều này là video ạ à? anh chị có thể comment tôi đúng ạ Vậy thì cho Lan hỏi là anh chị có biết vì sao mà mình nghe được cái dòng nội của người ở châu Âu không ạ? Anh chị có biết vì sao mình nghe được dòng nói của người ở châu Âu không ạ? Dạ. Dạ, cho xin hỏi là uh, anh chị có biết vì sao mà mình nghe được cái dòng nói của người châu Âu không anh chị ơi? Không, mình đâu có biết vì sao đâu. Mình đâu có biết vì sao đâu. Mình đâu có biết là bằng cách nào đâu à nhưng mà có nghĩa là mình biết được rằng là nó tồn tại nó tồn tại nên mình sử dụng thì luật hấp dẫn cũng vậy thôi anh chị mình đâu có biết là nó hoạt động như thế nào thôi anh à, mình đâu có biết nó hoạt động như thế nào đâu nhưng mà mình biết là nó tồn tại nên mình sử dụng thôi anh chị được không ạ à? yes à, nhưng mà bây giờ anh chị ha mình có thể là bắt đầu phân tích vậy thì nếu như mà chúng ta đang sử dụng cái sẵn điện thoại À, chúng ta bật lên cái tần số là sóng radio, là sóng alpha đúng không ạ? Yes. À sóng đài FM anh chị, à sóng AM. Và chúng ta bật vào cái sóng AM. Nhưng mà chúng ta lại muốn nghe cái nhạc của đài FM. À, thì theo anh chị là chúng ta có nghe được không ạ? Có nghĩa là anh chị muốn biết cái sóng radio rồi đúng không ạ? À, chúng ta bật vào cái sóng AM. Nhưng mà chúng ta lại chuyển sang đài FM. Và chúng ta cứ để là cái sóng AM. Và chúng ta là muốn là uh, nghe nhạc nhưng mà chúng ta không có chiều truyền sóng thì uh, chúng ta uh, có có thể là hai cái tần số khác nhau mà anh chị nó không có cái tần số với nhau và trong cuộc sống của chúng ta không vậy nếu như mà anh chị muốn uh, nghe đai Fm thì anh chị phải bực qua cái đai Fm còn nếu như mình muốn nghe Dạ rồi, rất là tuyệt vời. <laughs> anh đã quay trở lại rồi đây. Ôi, bà như anh chị mình đã nghe lần nói rất là rõ. Anh chị có thể comment tôi được không ạ? vì yeah. à, nói về đương chuyên, cả là à, đương chuyên đáng nhắc nhở chúng ta là chúng ta cần phải biết ơn nhiều hơn, đâu anh chị ơi, à, chúng ta cần phải biết ơn tất cả mọi thứ à, đương chuyên là, là những người họ đã tạo ra cái dung tuyệt vời như thế này, à, những cái uh, mạng internet rất là tuyệt vời như thế này để mà chúng ta có thể là ở khắp mọi miền đất nước nhưng mà chúng ta vẫn có thể là nghe được dòng nói của nhau. vì à, ơi yeah. à, cả nhà ơi, cho lan xin hỏi là bao nhiêu anh chị mình đã nghe lan nói rất là rõ, mình có thể comment giúp lan được không ạ? Dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn đường truyền rất là nhiều ạ. Dạ yeah, uh, Lan xin chia sẻ lại ha. Có nghĩa là à uh, anh chị có một radio, uh, thì anh chị muốn uh, nghe cái nhạc của đài FM thì anh chị phải bật uh, cái đài FM đúng không ạ? Uh, anh chị muốn nghe nhạc của đài AM thì anh chị phải chuyển qua cái đài của AM. À uh, nó là hai cái tần số khác nhau. Uh, nó không có công tân số với nhau. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy anh chị anh chị có một cái điều là nếu như mà anh chị uh, chưa biết một quy luật đó, đó là quy luật hấp dẫn đúng không ạ? À, và chúng ta đã học rồi trong cái chương trình uh, sáu quy luật của vũ trụ. Uh, à, nếu như mà anh chị nào mình chưa được học uh, thì uh, uh, những cái buổi tiếp theo anh chị sẽ được học uh. có nghĩa là những cái duy dụng nhau thì sẽ hút nhau những người có tư duy dụng nhau thì sẽ hấp dẫn nhau. Và có một cái vấn đề rằng anh chị là nếu như bây giờ tư duy của bạn là ở cái tân số á uh, thì cái năng lượng cái tiềm thức của bạn tỏa ra thì những cái tư duy tới đấu anh chị thì chúng ta sẽ có cái cảm xúc tới đó và cảm xúc tới đấu thì anh chị sẽ hành động tới đó hành động có nghĩa là anh chị đã lựa chọn và anh chị đã ra quyết định và những quyết định của chúng ta thì nó sẽ tỏa ra những cái tân số của anh chị và tiềm thức của chúng ta nó sẽ đồng ý và cho thêm yes à uh, yes and more anh chị ha dạ rồi anh chị nghe là nói rõ mà nói là là không có thấy anh chị nào rồi yes rồi cảm ơn đường truyền rất là nhiều dạ yeah. cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều ạ và chúng ta đã được học uh, trong cái uh, buổi tối 20 giờ 30 công việc gia uh, nhân chị Hoàng Việt đúng không anh chị ơi. Uh, vậy thì cho lên hỏi lại uh, là uh, Tiêm thức thì sao anh chị ơi? Tiêm thức nó sẽ như thế nào ạ? nó sẽ đồng ý và như thế nào ạ? À? à tiêm thức đồng hồi nó sẽ đồng ý và cho thêm. Con trường năng lượng anh chị hay con gọi là vũ trụ thức đúng ạ? Nó sẽ sao ạ? À? Nó sẽ đồng ý và cho nhiều hơn nữa. <laughs> yes, trời anh chị mình học rất là nghiêm túc, rất là tuyệt vời luôn. Thôi, à, vậy thì à, nó sẽ hấp dẫn những cái thứ cùng cái chương năng lượng của chúng ta. À, thì chúng ta mong muốn cái năng lượng nào? thì chúng ta sẽ hấp dẫn những cái người ở năng lượng đó và chúng ta ở cái tân số nào thì uh, cái số tiền và cái nhiệt kế tài chính của anh chị uh, nếu như mà anh chị đọc cái quyển sách bị mật tư duy triều phủ uh, uh, thì chúng ta biết rồi phải không ạ? À? cái nhiệt kế, uh, cái tư duy tới đâu uh, thì chúng ta sẽ có tiền tới đó và rõ ràng rằng cái điều này á, đã chứng thực qua những cái câu chuyện của những người anh chị mà uh, những người nghèo mà họ trộn được những cái giải sổ đặc biệt uh, hay những cái giải sổ rất là lớn anh chị Ờ, có những nhiều người anh chị họ uh, nghe và họ trụng những cái uh, sổ như vậy. Hay là thậm chí là có những vận động viên uh, Hay là những ca sĩ, những diễn viên anh chị họ đã uh, kiểm giá rất là nhiều tiền. Đúng ạ. Nhưng mà anh chị có để ý uh, là có thể là trong vòng 3 năm hay là 5 năm sau là họ bị uh, họ bị vạ sản. Họ không có con nhiều được cái số tiền đó. Anh chị có gặp những cái trường hợp đó không ạ? Yeah. vậy thì uh, bởi vì sao ạ bởi vì là họ không quản lý được cái số tiền đó họ không có đủ cái tư duy để có thể là quản lý số tiền đó yes ở quê lan anh chỉ có một anh chị đó là anh anh cầu nguyện rất là nhiều nhé và sau đó là anh cũng trọng số anh trọng một cái số cũng khá là cao à, và lúc đó anh cũng uh, lan thấy là anh cũng bắt đầu mở quán cà phê anh chị nhưng mà à, sao ạ mở ra được khoảng đâu đó mấy tháng là đóng tại vì không có tư duy để kinh doanh anh chị à, và sau đó là không có khỏe luôn anh chị yes yeah. họ không có cái tư duy để có thể quản lý số tiền đó hay là những rồng nó lên uh, yes và chính là như vậy anh chị tư duy không thay đổi cho nên là anh chị cần phải lưu ý rằng là cái bị kịp thứ hai trong cái việc mà chúng ta ứng dụng tiềm thức anh chị và sức mạnh ở uh, luật hấp dẫn đó chính là chúng ta phải thiết kế lại cái gì ạ chúng ta phải thiết kế lại bản tài chính bên trong tâm thức của mình anh chị có thể comment giúp là nào? à, rồi là sẽ giải thích cho anh chị ha chúng ta phải thiết kế lại bản tài chính bên trong tâm thức của mình dạ Nếu như bây giờ hiện tại á, anh chị nào mà mình chưa có những cái kết quả về tài chính giống như anh chị mong muốn, cái kết quả à, thành công tài chính của mình à, không được à, như cái ý muốn của mình. Vậy thì có nghĩa là mình đang hiện tại bên trong mình anh chị Kinh nhiệt kế tài chính của mình là đang ở cái mức đó đúng không ạ nếu như bây giờ chúng ta có thể là tạo ra thu nhập ở 100 triệu một tháng và anh chị là đặt là à tháng tiếp theo tôi sẽ đạt là 200 triệu hay là 500 triệu nhưng mà anh chị làm hoài à, là mình vẫn ở cái quay là cái con số là 100 triệu thì cái lý do ở đâu ạ à? à, đôi khi anh chị có thể là làm thêm hai chất hay là ba chất À, đôi khi anh chị sẽ làm thêm thời gian. Nhưng mà không hiểu sao nó vẫn ở cái con số trăm triệu đó, hoặc là đôi khi nó cũng tăng lên nhưng mà bắt đầu nó cũng quay lại cái con số đó. Nó không có bên vững. À, thì theo anh chị lý do ở đâu ạ? À? Dạ. Yeah. Tại vì anh chị cái lý do là mình chưa có được cái trí tuệ và cái tư duy của một người là họ tạo ra 500 triệu uh, hay là 200 triệu và bắt đầu là cái tâm thức của mình đó, nó chưa tin mình kiếm được 500 triệu và cái tấm thức của mình anh chị nó chưa đủ để mà có thể là cai cái trí tuệ của người đó một cái người mà họ đã kiếm được 500 triệu và mình không biết là một người mà họ đã có 500 triệu họ có suy nghĩ gì họ có tâm nhìn gì họ có trí tuệ gì và họ có cái kỹ năng gì và cái cách mà nhìn cuộc sống như thế nào à, chúng ta không có biết chính vì chúng ta không có biết nên là chúng ta chưa có cái lý do tại sao lan chia sẻ với anh chị chúng ta cần phải tải thiết lập lại sức mạnh tiềm thức của mình Tải thiết lập lại cái tư duy của mình tái thiết lập lại cái hệ niềm tin của mình được không ạ và một trong những quyển sách mà thật sự là chủ tịch trình huy có chia sẻ với anh chị rất là quan trọng để mà chúng ta có thể là thay đổi đặc biệt là về tài chính tại vì mình không có biết gì hết anh chị và cơ bản là tài chính anh chị là một trong ba yếu tố quan trọng nhất đúng không anh chị ơi và chúng ta cần phải là phát triển về tài chính và lý do là bạn có hạnh phúc bạn có khỏe mạnh mà bạn không có tài chính thì cuộc sống của bạn là không có thoải mái rõ ràng là trong cuộc sống trong cái thời kỳ này là chúng ta cần được giáo dục về tài chính vậy thì một trong những cuốn sách mà chúng ta phải đọc để mà có thể là thay đổi niềm tin Tại thiết lập lại cái bảng uh, tay chỉnh bên trong tâm thức đó chính là gì anh chị ơi <laughs> anh chị nào mình đã học công câu lạc bộ rồi anh chị có thể công giúp lành được không ạ đúng rồi à, đó là bị mật tư duy chiều phủ á. anh chị nào chưa có thì là mình có thể là uh, anh chị uh, đặt múa, anh chị uh, đặt múa ở, ở lá đá hay là shopper hay là gần nha sách đều được. Hoặc là anh chị nào mà mình chưa đặt kịp á, thì anh chị có thể là nhắn tin cho nhóm trường của anh chị đó anh chị xin cái phái trước đúng không ạ thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải tải thiết lập lại còn mà cái quá trình mà phân tích những cái tư duy như thế nào ở cài đặt vào bên trong tiềm thức của mình thì trong những ngày tiếp theo anh chị sẽ được là uh, chủ tịch trình huy của chúng ta sẽ uh, chia sẻ cho anh chị nhé tại vì sao ạ uh, khi mà cái thế giới bên trong của mình anh chị nó sẽ hình thành ra thế giới bên ngoài cái này thì chúng ta đã biết rồi có rất là nhiều những uh, cái minh chứng cho những cái câu chuyện ở trước đây và thậm chí là ngay uh, cả anh chị mình cũng thấy được điều đó đúng không ạ anh chị có đồng ý với lan rằng là ngày hôm nay uh, và cái ngày đầu tiên uh, mà chúng ta gặp câu lạc bộ chạm tay họ vàng thì có phải là tư duy của anh chị uh, đã thay đổi một cách vượt bậc không ạ anh chị nào mình đã học công câu lạc bộ là từ khoảng là hai uh, tuần trở đi anh chị có thể comment giúp Lanh được không ạ dạ rất là tuyệt vời luôn à, cái tư duy của chị tươi cái à, à, kiến thức nó đã sáng sáng nó vượt bậc đúng không anh chị yes à, thậm chí là có những anh chị là mình à, hình dung là à, đôi khi mà anh chị đồng hành với câu lạc bộ trong thời gian vừa rồi đúng ạ và chúng ta hình dung là cũng là hôm nay là ngày 30 rồi và nếu như anh chị nào mình đồng hành từ ngày à, đầu tháng tới giờ thì đã 30 ngày rồi đồng hành chị yes Vậy thì chúng ta hình dung là trong một tháng vừa rồi đó à, mà chúng ta có thể thấy rằng là không biết là bao nhiêu năm chúng ta đi học à, đi trải nghiệm à, đúng không anh chị à, giống như là cô à, một cái um, người cố đó anh chị mà hồi tối là thì câu chuyện thành công á yes. à, hồi à, hay như là tối hôm trước cô chia sẻ à, cô cũng học thạc sĩ anh chị à, chị ấy cũng học thạc sĩ nhưng mà chưa bao giờ mà được học những kiến thức tuyệt vời này Yes, đấy là lý do vì sao mà anh chị thấy là trong công lực bốn bánh rất là nhiều anh chị họ tăng tài sản của họ lên, họ tăng cái thu nhập họ lên một cách rất là đột phá, rất là vi diệu luôn. Yes. Chị trong đôi khi là có những anh chị là học một tháng đó, nhưng mà họ đã có thể là tăng cái thu nhập của họ lên là uh, gấp hai lần, gấp ba lần. Yes. Còn những anh chị rất là nhiều doanh nhân đó. họ học và uh, họ, họ đã mai những cái bộ công thức này là mỹ lắm rồi. À, thì họ còn tăng lên gấp 100 lần yes đó à, vậy thì uh, chúng ta mới nghe anh chị mới học cái kiến thức này là uh, từ tư... yes rồi uh, rất là tuyệt vời uh, Lanh lại quay trở lại rồi đây à, tất cả mọi việc tự uh, giúp cho chúng ta thành công hơn anh chị ha <laughs> à, rất là tuyệt vời à, cảm ơn cả anh chị và đồng hành cùng lan <laughs> yes Màn của chúng ta đang phải lên đúng không ạ? Dạ rồi, à, rất là tuyệt vời ạ Bao nhà anh chị mình đã nghe là nói rất là rõ rồi Mình có thể là comment à, rất rõ đúng không ạ? Dạ rồi, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều <laughs> Yes. Rồi, à, vậy thì trong 30 ngày vừa qua đó à, Nếu như mà anh chị học à, công à, chủ tịch chính huy cùng các doanh nhân thì uh, cái kiến thức đó vẫn chưa phải là kiến thức của mình mình mới nghe một cái lần thôi thì cái kiến thức đó cũng là cái kiến thức của uh, chủ tịch chính huy của các doanh nhân uh, nhưng mà anh chị mình đã có thể là đạt được những cái kết quả rất là tuyệt vời như vậy rồi vậy thì nếu như mà anh chị liên tục đồng hành và anh chị uh, bắt đầu là đạm sạc và anh chị uh, rèn luyện mỗi ngày để những cái tư duy này nó bám sâu vào bên trong tiềm thức của mình À, nó trở thành cái tư duy gốc này của anh chị. thì theo anh chị là chúng ta có đạt những kết quả là tuyệt vời hơn không ạ? Yes. thì lúc đó là chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn rồi anh chị ha. thì à, hồi nãy chúng ta mới nhắc cái quy luật là cái gì bên trong thì sẽ có ở bên ngoài. khi mà tư duy bên trong của chúng ta nó đã thay đổi hoàn toàn rồi, thì kết quả bên ngoài của anh chị á, cộng là à, mình cũng sẽ đạt được những cái kết quả giống như là các doanh nhân vừa rồi thôi đúng không anh chị? À, yes. Rồi, bao nhiêu anh chị ra quyết định là à, những cái lần đi du lịch của câu lạc bộ trang thái hạ văn tiếp theo sẽ có mặt mình anh chị có thể comment tôi được không ạ bao nhiêu anh chị là ra quyết định là à, tôi sẽ đồng hành à, du lịch vòng quanh thế giới cùng câu lạc bộ anh chị có thể comment tôi là người thành công được không ạ yes tôi thật sự rất là biết ơn câu lạc bộ tại vì à, nếu như mà không vào câu lạc bộ anh chị à, lanh chỉ có là không bao giờ mà lanh nghỉ lanh có thể bước ra thế giới đó yes nhưng mà thật sự là rất là tuyệt vời à, khi mà mình chơi về năm người như thế nào mình sẽ trở thành người thứ sáu và anh chị vào câu lạc bộ mình không có phải chơi về năm người nữa <laughs> mà anh chị chơi về trong cái buổi dung này thôi của chúng ta là đã có hơn một nghìn anh chị rồi à, và toàn câu lạc bộ của mình là còn hơn ba nghìn anh chị mà toàn là những người hân hợp khí thể toàn là những người là luôn tiện tới cái sự thành công À, luôn tiện tới cái cuộc sống tự do. Vậy thì theo anh chị, nếu như mà chúng ta ở trong một cái tư trường mạnh mẽ như vậy, trong một môi trường tuyệt vời như vậy thì cái việc mà chúng ta thành công là một điều uh, bình thường hay là điều hiển nhiên à? <laughs> à rất là hiển nhiên luôn anh chị ha yeah. à, thì đó là cái việc thứ hai anh chị nhé. và yeah. chúng ta phải thiết lập lại cái bản nhật kể tài chính bên trong tâm thức của mình dạ yeah. thì đó là hai điều quan trọng anh chị nhé. cho nên là những anh chị nào mà uh, trong thời gian dài đó mình chưa có kết quả thì đó là một trong những cái điều mà mình lưu ý ha Ah uh -huh.